Luật sư Bùi Đình Ứng chỉ những người quyên góp tiền từ thiện mới có quyền đòi hỏi sao kê, bà Hằng lấy quyền gì đòi hỏi. Trên bản sao kê trên ngân hàng chứa đựng nhiều thông tin nhạy cảm như tên người chuyển, số tiền, số tài khoản. Điều này dẫn tới rất nhiều phiền toái, hiệu lụy, luật sư Bùi Đình Ứng khẳng định. Sao kê đang là từ khóa hot nhất trên mạng xã hội thời điểm này sau những lùm xùm xung quanh việc giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Mới đây vào ngày 7 tháng 9, MC Trấn Thành đã đăng tải hơn 1.000 trang sao kê, số tiền ủng hộ các mạnh thường quân quyên góp trong đợt lũ miền Trung năm 2020. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận gây gắt về tính minh bạch vẫn nổ ra. Nhiều người ủng hộ việc làm của nam nghệ sĩ, tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng bản sao kê của anh có nhiều điểm còn chưa rõ hiện nay chưa có quy định cụ thể về vấn đề quyên góp tiền từ thiện cho một cá nhân nghị định về việc vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn cũng đang trong giai đoạn dự thảo tuy vậy nói như thế không có nghĩa là người quy động không có nghĩa vụ thông báo cho các mạnh thường quân biết rằng tôi đã quy động được bao nhiêu tiền chi hết bao nhiêu và chi cho những việc gì quan điểm của tôi là tuy pháp luật không ràng buộc cũng không có thỏa thuận nhưng người đứng ra quyên góp phải có nghĩa vụ giải trình khi mạnh thường quân yêu cầu lý do là bởi những người đứng ra vận động quyên góp không phải đối tượng được ủng hộ hưởng thụ mà họ chỉ là người đại diện chuyển số tiền này tới đối tượng người gọi cần giúp đỡ đừng nghĩ rằng khi tiền vào tài khoản của mình thì mình muốn làm gì quyết định như thế nào cũng được người đứng ra kêu gọi vận động quyên góp đương nhiên phải có nghĩa vụ làm đúng mục đích chỉ tiêu nguyện vọng của các mạnh thường quân họ phải công khai minh bạch việc thu chi khi người ủng hộ kêu gọi bằng cách giải trình sau kê tài khoản, điều này dễ hiểu bởi khi số tiền ủng hộ được chuyển vào tài khoản, nó chắc chắn sẽ được rút ra hoặc chuyển đi. Trấn Thành sau kê tiền quyên góp từ thiện, luật sư nói đây là thái độ tích cực, nhưng nếu Mạnh Thường Quân còn nghi ngờ thì báo công an. Trong hoạt động từ thiện của Trấn Thành, nhiều người đánh giá còn thiếu chuyên nghiệp, mắc lỗi nhiều. Chiều ngày 7 tháng 9, Trấn Thành tung ra hàng loạt trang sau kê số tiền đã chuyển vào tài khoản của mình. Anh chia sẻ công khai trên trang cá nhân. Bản sau kê này dài hơn 1.000 trang. Động thái của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ trong vòng ít phút đã có hơn 100.000 lượt like và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến và ủng hộ nhưng cũng không ít người vẫn hoài nghi. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đánh giá. Đây là hành động cần thiết và tích cực để MC này chứng minh sự trong sạch của mình. Những người mến mộ sẽ cảm thấy yên tâm, được an ủi. Tuy nhiên, trong cách thức hoạt động từ thiện mà Trấn Thành trình bày, nhiều người đánh giá cách làm như vậy thiếu chuyên nghiệp, mắc nhiều lỗi. Điều này thể hiện ở những bình luận với thái độ bức xúc. Xét góc độ pháp lý, luật sư Cường phân tích trường hợp của Trấn Thành chỉ đứng ra kêu gọi tiền ủng hộ, từ thiện nhưng không trực tiếp đi phát cho người khó khăn mà giao người khác thực hiện. Bởi vậy thông tin về số tiền chuyển đến, chuyển đi là quan trọng để chứng minh MC này đã nhận bao nhiêu. Luật sư cho rằng cần xem lại nội dung kêu gọi của Trấn Thành, trong trường hợp MC này quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng không nói sẽ đưa qua một bên trung gian khác hoặc không kết hợp với nhóm nào khác có nghĩa rằng chính bản thân Trấn Thành phải có trách nhiệm chuyển giao đến người dân theo cam kết với những người đóng góp. Conan Internet chỉ ra thời điểm Trấn Thành chụp 1.000 trang sao kê có sự bất thường, thật hư ra sao. Trấn Thành đã chủ động đăng tải hình ảnh sao kê lên Friday nhưng cư dân mạng vẫn sôi ra điểm bất thường. Chiều ngày 7 tháng 9, Trấn Thành đã tiến hành đăng tải hơn 1.000 trang sao kê tài khoản ngân hàng lên fanpage của mình. Tuy nhiên vì hình ảnh được chụp quá mờ và do giới hạn của Facebook chỉ cho phép tải lên 100 hình ảnh cho một bài đăng. Nam MC đã quyết định upload những hình ảnh giấy tờ sau kê này lên Goodbrite và chia sẻ lại để netizen có được bằng chứng chất lượng cao để xăm soi. Đặc biệt, cư dân mạng đang truyền tay nhau bằng chứng trên lệch thời gian của một netizen IT. Theo đó, Trấn Thành khẳng định trong một bài đăng của mình rằng thời gian nhận được tài liệu sau kê từ ngân hàng là vào sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, trong hình ảnh bên dưới, cộng đồng mạng đã chỉ ra việc file ảnh hưởng này đã bị chỉnh sửa vào khoảng 2h50 ngày 7 tháng 9. Như vậy, thông tin này có mâu thuẫn với bài đăng trên fanpage của Trấn Thành. Vì theo lời nam MC, đến sáng ngày 7 tháng 9, thì ngân hàng mới gửi đến tận tay anh hơn 1.000 trang sao kê mọc đỏ và dấu dấp lại. Vậy đoạn được đánh dấu đỏ kể trên có ý nghĩa gì? Cụ thể thông tin tệp là những trường dữ liệu được sinh ra khi tệp tin được tải xuống hay tương tác trên hệ thống. Để xem được thông tin tệp trên Windows, chúng ta chỉ cần đơn giản là nhấp phải vào đối tượng, chọn properties và toàn bộ thông tin tệp đó sẽ hiển thị trong tab những mốc thời gian này được sinh ra khi tiệp tin được khởi tạo, tương tác chỉnh sửa trên hệ thống và sẽ bị thay đổi liên tục theo hệ thống mà nó được lưu trữ, có nghĩa là với mỗi thiết bị khác nhau nhưng thời điểm này sẽ hiển thị khác nhau. Xuất hiện đơn tố giác ca sĩ Thủy Tiên gửi lên Bộ Công an Khán giả vô cùng quan mang khi xuất hiện một tờ đơn tố giác ca sĩ Thủy Tiên được gửi lên Bộ Công an tại Hà Nội. Mới đây, một hội nhóm trên Facebook bắt đầu truyền tay nhau tờ đơn với nội dung tố giác nữ ca sĩ Thủy Tiên vì có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tiền từ thiện trong đợt quyên góp miền Trung lên Bộ Công an. Sự việc nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm. Chia sẻ của chủ nhân đơn tố cáo như sau: "Chào các bạn, hôm nay mình đã hoàn tất và gửi đơn về cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, địa chỉ tại Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam." Quận Thanh Xuân, Hà Nội rất cảm ơn những bạn đã tin tưởng gửi thông tin cho mình. Tối ngày 5 tháng 9, cầu thủ Lê Công Vinh livestream trên trang fanpage cá nhân để nói về tin đồn ăn chặn số tiền kêu gọi cứu trợ miền Trung vừa qua. Nói vợ tôi dùng hai số tài khoản là vu khống, chứng cứ tất cả vợ tôi đều ghiêm trên trang Facebook và tất cả phương tiện truyền thông đều là số tài khoản đó. Chúng tôi mà có 320 tỷ sau chuyến đi vừa rồi, chúng tôi sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông xã Thủy Tiên lên tiếng. Ông xã Thủy Tiên cho biết sẽ sao kê đầy đủ khi tình hình dịch bệnh ổn định. Cả hai vợ chồng không thể đánh mất những gì đã gây dựng vì chuyện sao kê và càng không cho ai ăn hiếp bôi nhọ danh dự của vợ anh. Chúng tôi có nói là không sao kê đâu, chúng tôi sẽ sao kê đầy đủ những gì trước và sau từ thiện để mọi người xem sự thật có phải là như vậy hay không chúng tôi cần chứng minh với những người tin tưởng tôi là chồng tôi không bao giờ để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh tất cả những gì vợ tôi bỏ công sức ra là hoàn toàn chính xác chúng tôi không bao giờ đánh mất mọi thứ không bao giờ vì việc từ thiện hay không dám sao kê mà để ảnh hưởng chúng tôi mất nghề cũng được nhưng danh dự không được ai chà đạp anh cho biết Hiện tại, hình ảnh đơn tố giác vẫn đang được cộng đồng mạng lan truyền trên các diễn đàn. Về phía Thủy Tiên, vẫn chưa có động thái nào về đơn tố cáo này. Còn về việc nữ ca sĩ có ăn chặn tiền từ thiện hay không vì vẫn chưa xác định được ai đúng ai sai trong câu chuyện này và phải đợi đến ngày sau kê chính thức từ cô với ngân hàng. Bà Phương Hằng xin lỗi vì đọc nhầm sao kê của Trấn Thành. Bị dân mạng cười chê không ngớt, bà Phương Hằng đã phải xin lỗi vì đọc nhầm số tiền. Bên cạnh đó còn lý giải rằng do xài tiền tỷ nên nhầm lẫn. Những ngày vừa qua vì biết xôn xao chuyện quyên góp tiền từ thiện của các nghệ sĩ, dân mạng thi nhau nghi vấn, đặt câu hỏi về sự minh bạch về sinh sách sao kê. Rất nhiều nghệ sĩ đã có động thái quyết liệt để chứng minh sự trong sạch của bản thân, trong đó tiên phong là MC Trấn Thành. Chiều qua, ông xã Harry Won đã công khai gần 1.000 trang sao kê tài khoản quyên góp tiền từ thiện của mình. Trước đó, dân mạng doanh nhân Phương Hằng từng chia sẻ và thách thức rằng nếu MC Trấn Thành sau kê minh bạch thì bà sẽ tặng 50 tỷ. Tuy nhiên, sau khi nam MC sau kê thì nữ doanh nhân này đã lật kèo và cho rằng chờ pháp luật vào cuộc. Fan của Trấn Thành khá bức xúc vì bà Hằng không giữ lời. Bên cạnh đó, nữ CEO còn được phen bẻ mặt khi đọc sai số tiền trong sao kê của Trấn Thành. Cụ thể, lần chuyển khoản cuối cùng của MC Trấn Thành là 9 triệu 570 806 đồng. Tuy nhiên, bà Phương Hằng lại hùng hồn khẳng định, tôi vừa nhận được thông tin Trấn Thành, vừa chuyển tiền đi vào lúc 13 giờ 42 phút với số tiền là 9 tỷ mấy. Chuyển vào thời điểm này với số tiền 9 tỷ mấy thì Trấn Thành đã phải giữ tiền tới giờ phút này trước 2 giờ mới chuyển đi và hành vi này giống với Hoài Linh. Đây là hành vi cực kỳ gian dối, cố dãy dụa, tới phút chót mới ối ra và cực kỳ khủng khiếp. 9 tỷ 570 triệu chuyển vào lúc 13 giờ 42 phút, tức là mới cách đây. Vậy thì nếu không có tôi lên tiếng thì số tiền này có được chuyển đi không quý vị? Bao nhiêu tờ giấy sao kê quý vị có thấy thò đầu ra khỏi miệng hang. Nếu như tôi không bùng nổ thì số tiền này bao giờ mới được chuyển? Quý vị thấy ghê không? Toàn ăn tiền tỷ không đáng sợ chưa quý vị? Nếu giấy này là thật và chuyển thành công thì đây là mua đồ ăn không được thì đưa ra và đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy trấn thành đã yểm tiền